Xin chào bạn, hôm nay ngày thứ ba ngày 23 tháng 1 thì cũng sắp Tết rồi Thì hôm nay mình lại một video nữa lên giới thiệu các sản phẩm đang có giá mức giá tốt, đang có giá sale off ở máy anh Quốc Hà Nội để mà giới thiệu cho các bạn Rồi đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu với những chiếc máy nhỏ gọn trước đi Thì bên mình vừa về được hai chiếc Con này là con Sony Cybershot RX100 Mark 1 nhé Đó Thì con này ưu điểm nó là gì thì nó sẽ có sẵn ống kính cho bạn Đấy Con này nhá zoom siêu xa luôn Nhìn các bạn nhìn cái vòng zoom của nó ấy. Con này zoom được siêu xa nhé các bạn nhé Đó Thì khẩu của này là ống kính này là ống kính T sao nhé của căn dai nhé Đó Thì khẩu của nó từ F1.8 cho đến F4.9 Khẩu khá là lớn luôn Đấy thì con này dành cho những bạn nào mà thích kiểu đi chụp du lịch hay là chụp kiểu nhẹ nhàng thôi thì có thể cầm con này theo đó nhìn rất là nhỏ gọn cầm nắm nói chung là nhỏ gọn cực kỳ luôn này mình tắt máy đi nhá đấy các bạn nhìn với là điện thoại này nhỏ hơn điện thoại rất là nhiều luôn để trong túi quần túi áo các thứ thoải mái luôn con này thì có cả là mịn da các thứ nhá nó chụp ảnh các bạn yên tâm chụp Sony thì nó sắc nét rồi kết hợp với là làm mịn da nữa thì ảnh của chúng ta còn tuyệt vời hơn đó thì con này giá khoảng độ hơn 4 đồng nhá bạn nào quan tâm thì có thể tham khảo con này giá rất là hạt rẻ thôi hơn 4 đồng nhá tiếp theo là một con cyber shot khác của Sony là con RX 100 Mark 2 con này là con nâng cấp của con RX 100 Mark 1 thì con này được cái là ngoại hình của nó đẹp hơn con Mark 1 vừa nãy nhé con Mark 1 vừa nãy thì ngoại hình của nó nó sẽ hơi bị xước xước lại tí nhưng mà con 100 Mark 2 này thì bọn mình nhập được con khá đẹp đó ngoại hình khoảng độ 97 98 phần cơ đó vẫn cái thiết kế quen thuộc thôi nhỏ gọn như thế nhưng mà được cái là con này nâng cấp là nó có wifi này thứ nhất là nó có wifi thứ hai là màn hình của nó màn hình có thể xoay được có thể lật được như này nhá nó không lật được nhiều nhưng mà vẫn là lật được thì chụp những cái góc khó ấy, thì nó sẽ dễ dàng hơn nó không lật lên được 180 độ nhá các bạn nhé đó đấy thì con này đẹp hơn với cả có nhiều nâng cấp hơn thì giá của nó đang khoảng độ 6 đồng nhá hơn 6 đồng nhá đấy con Mark 1 thì giá hơn 4 đồng còn con Mark 2 thì giá khoảng độ hơn 6 đồng nhá tiếp đến con này thì mình giới thiệu trong video hôm trước rồi nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu lại là con Max 2 con này là con uh, uh, chuyên quay vlog ấy con này thì các youtuber nổi tiếng dùng rất là nhiều ví dụ như là anh khoai lang thang ấy thì con này quay vlog thì khá là ok luôn nó vẫn có tích hợp ống tính đi cùng nhá đấy đấy Nói chung là cái thiết kế dòng GBX Max 2 này khá là giống cái dòng Cybershot của Sony Đây, Mình để hai con cạnh nhau này, Đấy, khá là giống nhau Đều tích hợp ống kính đi cùng luôn Nhưng mà con Max 2 này thì được cái là nó ngoại hình cực kỳ đẹp luôn Con này 99% nhá Đó, ngoại hình như mới luôn Con này thì các youtuber nổi tiếng dùng khá là nhiều này Với cả thấy màn hình của nó màn hình lật lên như này Đấy, màn hình lật như này thì quay vlog nó sẽ dễ dàng hơn mà kết hợp với cả nó nhỏ gọn nữa nên là quay vlog nó sẽ được trong thời gian lâu hơn các bạn không bị cấn bỏ nhiều ấy mang đi mang lại nó cũng thuận tiện hơn nữa đó con này thì ngoại hình như mới thì bên mình đang có giá khoảng độ hơn 10 đồng nhá đây hơn 10 đồng rồi tiếp đến là một chiếc máy của Sony đi đây con này thì khá là quen thuộc với các bạn rồi khá là nhiều bạn quan tâm và theo con Sony A6300 này con A6003 này là một con máy có thể nói là hiệu năng trên giá thành của nó rất là tốt Thứ nhất là nó có khả năng quay 4K 4K của Sony nhé các bạn nhé 4K của Sony là một cái gì nó rất là khác biệt Con này thì phù hợp cho những bạn mà thích quay video hay là Con này thực ra là hồi xưa ấy mình Nếu như bạn mà tìm hiểu ấy Mình có xem kênh Andrew bay bổng ấy Thì hồi xưa là anh ấy dùng con này để đi quay dịch vụ luôn Đó hồi mới bắt đầu anh ấy mới bắt đầu um, gọi chung là làm nghề thì anh ấy sử dụng A63 để đi quay ấy. đó con A63 này nói chung là cái hiệu năng của nó trên giá thành rất là tốt đó thì con này sẽ phù hợp cho các bạn mà thích quay phim thích kiểu quay kiểu vlog hay là quay các thứ có thể quay dịch vụ luôn rồi nhá đó. thì có thể khởi đầu với con A63 này con A63 này thì giá đang có khoảng độ là hơn 12 đồng nhá hơn 12 đồng cho con A63 này các bạn có thể kết hợp với những cái lens khác của Sony nữa thì giá combo nó sẽ khoảng độ 16-17 đồng gì ấy. Đó, tùy vào cái lens các bạn muốn, nếu mà muốn quay góc rộng thì có thể tham khảo lens 16 của Sigma Hoặc là lens 30 của Sigma Còn nếu mà muốn tham khảo lens đa dụng thì có thể tham khảo với cả lens Sigma 18-50 nhá Rồi, tiếp theo Một chiếc máy ra đời cùng năm này còn con a 63 này Nhưng mà cũng là đến từ Sony, là con A6500 con A6500 này thì nó khá là giống con A6300 Ngoại hình các thứ giống nhau khá là nhiều luôn Nhưng mà con a năm này mình cảm giác cầm nó sẽ đầm tay hơn, nó chạy chắc tay hơn Con A6500 này này được cái là còn khá là đẹp 11k shot nhá Mới còn 11k shot thôi, ngoại hình được khoảng độ 95% thì con này sẽ nâng cấp hơn con a ba một chút Nó có chống dung Chống dung 50 ấy Nó chống dung rất là xịn sò của Sony Thì khi mà các bạn muốn quay handheld một chút ấy thì cái chống rung của Sony nó hoạt động khá là hiệu quả. Nó không bị kiểu rung lắc nhiều như mấy dòng mà không có chống rung Ví dụ như a 64 a ấy, khi mà các bạn mà không có gimbal hay không có chất máy ấy, thì khi các bạn quay hen heo ấy thì nó rung lắc kinh khủng lắm. Còn khi mà sử dụng những cái dòng mà có chống rung này, này thì quay nó đỡ hơn rất là nhiều. Cái này còn tuyệt vời hơn nếu như bạn mà dùng những dòng ống mà có chống rung nữa cơ. Ví dụ như kiểu những dòng Seal uh, 18105 ấy. Đấy, những dòng mà có chống rung ấy thì thước phim của chúng ta cho ra nó tuyệt vời hơn nữa cơ Đấy, ngoài cái chống rung ra thì nó được cái nâng cấp nữa là nó sẽ có cảm ứng để lấy nét nhá Đó, cảm ứng trên A6000 năm này Cảm ứng lấy nét nhá các bạn nhá Đúng Con này thì đang có giá tranh con a 63 này khoảng độ 1 triệu Đó, khoảng độ hơn 13 đồng nhá Tranh 1 triệu Đấy, tùy nếu như bạn mà cần chống rung với là cần cảm ứng lấy nét thì có thể tham khảo con này còn nếu không thì có thể lấy con A63 thì nó sẽ tiết kiệm hơn 1 triệu nhé Được cái này, con này ngoại hình Ngoại hình 95 nhưng mà mới có 11k đấy. Tiếp đến là một chiếc máy của Canon Con này thì cực kỳ phù hợp cho những bạn mà Cần một chiếc máy để mà đi chụp ảnh Thể thao, chụp ảnh bắt khoảnh khắc, chụp ảnh chuyển động Là con 7D Mark II này Con này là bản nâng cấp của 7D nhé 7D thì quá là huyền thoại rồi thì con 7D Mark 2 này nó nâng cấp cực kỳ toàn diện luôn so với con 7D thứ nhất là nó chụp lên tiếp nhanh hơn nó bắt nét nhanh hơn và cái quan trọng của nó là cái khả năng xử lý ISO nó tốt hơn 7D rất là nhiều đó nếu như các bạn mà chụp trong môi trường thiếu sáng một chút đi thì sẽ thấy ngay là con 7D nó sẽ khá là đuối nhưng mà con 7D Mark 2 này thì nó tốt hơn rất là nhiều nhá đó con 7D Mark 2 này thì riêng con máy này đang có giá sale off là khoảng độ hơn 6 đồng nhá các bạn nhá hơn 6 đồng thôi nhá tranh con 7D chắc khoảng độ 1 đến 2 triệu gì đấy Nhưng mà cái hiệu năng nó đem lại thì cực kỳ tốt luôn Đó, riêng con máy này thôi nhá đấy. Ngoại hình con này còn rất là mới luôn Nhưng mà đang có giá siêu học là hơn 6 đồng nhá các bạn nhé Rất là rẻ cơ Rồi, một chiếc máy để đi chụp dịch vụ đến từ Canon là con 5D Mark 3 Hôm trước mình có giới thiệu 5D Mark 4 Con mà đẹp nhìn ngoại hình khoảng độ 99% ấy còn rất là mới nhưng mà con 5D Max 4 đấy thì giá nó lại hơi cao một chút. Thế nên là nếu như bạn mà có ngân sách nó vừa phải thì có thể tham khảo con 5D Max 3 này. Con 5D Max 3 này thì nói chung là đến năm 2024 rồi thì nói chung là vẫn rất nhiều người dùng để mà đi chụp dịch vụ. Tại vì cái hiệu năng nó đem lại vẫn rất là tốt nhá. Đó. 5D Max 3 nhá các bạn nhá. Con này thì đang có giá khoảng độ hơn 12 đồng. Ngoại hình 95%. Đó, bảo hành cho bạn 6 tháng nhé con này 95% nhé các bạn nhé Hơn 12 đồng Rồi vừa rồi là những chiếc máy ảnh rồi Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sang ống kính nhé Thì vừa rồi mình giới thiệu 5 đến 3 rồi Thì nếu như bạn mà chuyên chụp ảnh chân dung để mà làm dịch vụ Hay là muốn chụp ảnh chân dung đẹp thôi Thì có thể tham khảo con 135 F2L này Con này là con huyền thoại trong cái làng chụp ảnh chân dung rồi thì trong chụp ảnh chân dung của Canon thì các bạn có thể biết đến hai con ví dụ như con 85 chỉ vàng ấy với cả cái con 135 F2L này là một con nữa cạnh con 85 chỉ vàng là chuyên chụp ảnh chân dung đó con này tiêu cự 135 khi mà các bạn lắp lên full frame ấy thì nó cực kỳ tuyệt vời luôn với cả một đường một cái nữa là khẩu nó khẩu F2 nhá đó khẩu F2 thế nên là xóa phông cực kỳ ảo diệu với cả chỉ đỏ nhé các bạn nhé con này là con viền đỏ nhé đó thì con này đang có giá rất là tốt thôi con này đang có giá khoảng độ hơn 6 đồng nhé hơn 6 đồng thôi. Tiếp theo là một con ống kính fix dành cho máy ảnh Nikon Nếu như mà bên Canon thì có con ngọc trai đen là con 50 STM ấy Thì bên Nikon thì có con 50 1.8G này Đó con 1.8G này thì nó sẽ hơn con STM mà cái là nó sẽ sắc nét hơn nhá Con này nói chung là cực kỳ phù hợp cho những bạn mà đang sử dụng những dòng máy dòng ảnh của Nikon rồi Đó Sắc nét thì nó sẽ hơn con 50 stm Nhưng mà màu con này nó sẽ hơi ám vàng một chút nhá cái này thì các bạn dùng đi công thì cũng khá là biết rồi đó thì con này đang có giá khoảng độ hơn 2 đồng nhá gần 3 đồng con này đang có giá hơn 2 đồng gần 3 đồng nhá các bạn nhá 51.8g nhá rồi nếu như các bạn mà muốn đa dụng một chút sử dụng máy ảnh Nikon mà đa dụng một chút thì có thể tham khảo con Sigma 1750 dành cho Nikon nhé con này thì có cả bản dành cho Canon, có cả bản dành cho Nikon thì đây là bản dành cho Nikon này. Đó. Tiêu cự cực kỳ đa dụng từ 17 đến 50. Thì khi mà lắp trên những dòng crop của Nikon thì nó sẽ khoảng độ 24 70 Đó, con này chỉ lắp ở trên màn crop của Nikon thôi nhá. Đó. Tiêu cự thì đa dụng, khẩu độ thì lớn, khẩu độ F2.8 nhá. Đó, F2.8 toàn giải nhá các bạn nhé Con này thì mình đang để cho bạn giá khoảng độ hơn 4 đồng một chút thôi. Đó. Ngoại hình còn rất là đẹp này, có chống rung luôn. Ôi, một chiếc ống kính nữa của Nikon. Thì đây là ống kính zoom tele dành cho máy ảnh Nikon crop nhá. Đó. Con này thì tiêu cự cực kỳ dài luôn, từ 70 đến 300 mm. Thì khi mà lắp trên máy ảnh crop thì nó còn nhân lên khoảng độ từ khoảng độ hơn 100 cho đến khoảng độ 450 nữa cơ. Đó, tiêu cực cực kỳ dài dành cho những bạn mà thích chụp ảnh kiểu chim cò chụp ảnh bắt khoảnh khắc chụp ảnh chuyển động nói chung là chụp ảnh zoom xa từ nhà đến trường ấy thì có thể mở con 70 300 này của ni công thì con này đang có giá khoảng độ hơn hai đồng nhá hơn hai đồng thôi nhá các bạn nhá hơn hai đồng dành cho những bạn đang dùng máy ảnh ni công crop cần một chiếc ống kính zoom xa được rồi nếu như mã bạn mà muốn zoom xa như con vừa nãy nhưng mà lại dùng máy ảnh crop của sony thì có thể tham khảo con 55 210 này nhé đó con này cũng là một con siêu zoom nữa nhưng mà là dành cho mảnh crop của Sony thì con này được cái là có thêm cả chống rung nữa đó tiêu cự từ 55 cho đến 210 khi mà nhân lên trên mẹ dòng crop ấy thì nó sẽ tương tự khoảng độ 80 cho đến khoảng độ 300 đấy hơn 300 một chút đó thì các bạn có tham khảo con này thì có thể zoom xa được thì con này đang có giá khoảng độ hơn 2 đồng nhá, gần 3 đồng. 2 đồng nhưng mà 2x đồng nhưng mà cái x đấy nó hơi lớn một chút đấy. Cụ thể là 2,8 triệu nhá các bạn nhá, 2,8 triệu. 55 210 nhá. Con này thì mình thấy là nó sẽ cực kỳ phù hợp cho những bạn đang dùng ảnh Sony nhưng mà lại thích kiểu như chụp thể thao ấy. Đấy mấy dòng máy Sony thì nổi tiếng bắt hết nhanh nhưng mà cái ống kính đi kèm của nó ấy, thì nói chung là chụp thể thao cũng được thôi nhưng mà dùng con 55210 này thì nó sẽ tiện hơn đó thì mình ví dụ như các bạn mà chụp đá bóng ấy thì mình không cần phải đứng ở trong sân mình đứng ở ngoài sân nhưng mà mình kiểu như là đi tỉa các thứ ấy, mất vẫn được nhá đó rồi cuối cùng cuối cùng là một con cực kỳ đặc biệt đó, con ba tít 25 mm f2 nhá con này là con ống kính của đức nhá các bạn nhá ống kính của đức đó con này thì lắp được trên cả máy ảnh Sony full frame và crop đó con này thì cực kỳ xịn luôn con này thì cái tiêu cự 25mm thì mình nghĩ là sẽ phù hợp cho những bạn mà thích quay phim với cả những bạn mà thích chụp ảnh phong cảnh hay là chụp ảnh cần chụp ảnh toàn cảnh ấy thì cái tiêu cự 25 này nó sẽ phù hợp hơn đó khẩu độ là f2 nhá thôi vừa rồi là những máy mà đang có giá hấp dẫn tại Manh của Hà Nội thì nói chung là bên mình còn rất là nhiều máy như là ống kính phục vụ cho các bạn thì đó là những máy đang có giá tốt thôi thì nếu như bạn mà có quan tâm hay là tham khảo những dòng nào khác nữa thì có thể nhắn tin cho chúng mình nhé liên hệ cho chúng mình nhé hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh máy Anh của hà nội.